Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con, cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui, hạnh phúc. À, đã lâu lắm rồi Phương Văn mới quay trở lại chia sẻ, à, chia sẻ phân tích về các câu chuyện của chị Hằng Kali và anh Quyền à, kính thưa quý vị khán giả chắc có lẽ là à, quý vị khán giả cũng đã từng theo dõi câu chuyện của anh Quyền trước đây ở nhà chị Hằng Kali và cuối cùng là à, cái sự xung đột à, chửi bới chị Hằng Cali đó và cuối cùng là dọn đồ ra đi thì tới ngày hôm nay hai tháng rồi chị Hằng cũng là welcome chào đón anh Quyền quay trở lại mà thực sự à, trong cái video này Phương Văn sẽ chia sẻ phân tích về vấn đề này à, cũng như là cái việc làm thiện nguyện của chị Hằng Kali và đâu đó thì hiện tại là khi anh Quyền quay trở lại nhà của chị Hằng Kali á thì những người bên kia râu rìa rễ má đặc biệt là bà bà phù thủy già Kali là khi anh Quyền đi thì cũng nói khi anh Quyền trở về cũng nói và những người á là anh em chính suối chùm sau sẹt gì cái những người mà gọi là quay lưng quảnh mặt ra với chị Hằng Kali đó ở quý bà con thì ngày hôm nay yêu cầu tất cả những cái video nào mà chị Hằng à, chia sẻ lên cộng đồng mạng thì họ tìm những chi tiết để mổ xẻ vấn đề mà thật sự ra là không có một cái điều gì mà đem lại lợi ích cho bà con cô bác hết thì trong cái video này Phương Văn sẽ chia sẻ về cái việc thái độ của anh Quyền quay trở về nhà chị Hằng Kali liệu cộng đồng mạng à, đa số có đồng tình về hành động của anh ấy hay không và chị à, già Kali À, họ phản bác như thế nào về khi mà chị chị Hằng Cali à, chào đón anh Quyền quay trở về cũng như là gian rộng vòng tay để giúp đỡ tương lai và cuộc đời của anh Quyền à, kính thưa quý vị khán giả khi trên màn ảnh thì Phương Văn có à, quay ra lại một cái đoạn À, đó là không có hình, không có tiếng nha quý vị khán giả. Đôi khi một trích một đoạn dài quá thì bên YouTube nó sẽ là bắt mình. Cho nên thay vì thấy hình ảnh thôi, còn quý bà con cũng đã từng xem rồi. Hôm nay Phương Văn sẽ chia sẻ và phân tích cảm nghĩ của quý bà con và tất cả mọi người về cái câu chuyện này như thế nào thôi thực sự mấy hôm nay phương văn cũng muốn chia sẻ nhiều cái đề tài khác nhau đến với quý bà con những quý bà con cũ khán giả cũ thì đã từng xem cái câu chuyện hằng cali ở tại mỹ là một người mà phương văn gọi là bông hồng thép À, ở đây tiện chia sẻ với quý khán giả mới luôn chị ấy là một người là bông hồng thép tại vì một mình người phụ nữ mà dang rộng vòng tay chào đón những anh em rơi vào tệ nạn xã hội coi như lầm là đường lạc lối và cuối cùng là đi homeless Ê, thì không có nhà cửa có nghĩa là đi xuống suối đó quý bà con đó thì cái cuộc đời mà rất là tàn tạ coi như có những người vào tù ra tội có những người là đang À, đang nghiện đó chơi hàng và có những người thì coi như là à, năm chìm bảy nổi giống như hôm nay phương văn chia sẻ về cái câu chuyện của anh quyền 13 năm trong trại 13 năm bị bắt ở tù và khi mà ra khỏi tù thì à, gặp được chị hằng Cali, chị hằng Cali đem về nhà ở cùng với tất cả những anh em nữa tại vì hằng cali là bông hồng thép mà vì sao là trong nhà chị hằng cali đồng vợ đồng chồng à, muốn cưu mang giúp đỡ những người việt nam mà rơi vào tệ nạn xã hội tại mỹ lang thang cơ nhở cũng như là không có công an việc làm và đang trong cái tình trạng là à, à, rơi vào cái tệ nạn xã hội đi xuống suối che tung che bạc để thỏa mãn cái lòng mình thì khi mà gặp chị hằng cali vợ chồng cùng có một cái lý tưởng sống là muốn giúp đỡ những người anh em vô gia cư những người đang lầm đường lạc lối rơi vào cái tệ nạn xã hội như vậy đó tương lai mù mịt đi cuối đường hầm mà không có ánh sáng le lối thì chị hằng đã cưu mang giúp đỡ và quay những từng cái thước phim để chia sẻ cho quý bà con và thật sự mà nói những nhà hảo tâm mạnh thường quân của chị hằng cali đã từng thương yêu giúp đỡ những người này đã rất là nhiều. Những người đã lên bờ được và họ đã đi làm được rồi một thời gian sau thì họ lại quay lại phản bội chị Hằng Kali trắng trợn. Đó là em Cường. tới câu chuyện mà phải à, đi ra tòa lần thứ tư. Đó, phản bội Hằng Kali rồi họ là lập bè lập nhóm để nhằm lật đổ chị Hằng Kali mà họ không nhìn thấy được những gì chị Hằng Kali làm được. Khi phương ban phân tích là trung thực nhất có thể nhưng mà đâu đó thì họ à, đâu có ai mà làm vừa lòng hết mọi người đâu cho nên phương văn làm gì theo cái lương tâm của mình mà thôi còn những anh chị hoặc là những anh em nào đã nói là phương văn bưng bô chị hằng kali rồi một ngày nào đó hằng kali sẽ quay lại nói là à, phương văn thế này thế nọ cái việc đó ai muốn nói gì nói ví dụ như là hằng muốn nói gì thì cái cảm nghĩ của hằng thôi hằng muốn nói gì thì hằng nói cái đó phương văn sau này không có quan tâm tại vì hiện tại mình cũng làm cái đề tài youtube với nhau thôi nhưng mà mỗi người chọn cái đề tài khác nhau phương văn chọn đề tài bình luận và phân tích không những cái câu chuyện của chị hằng Kali mà những câu chuyện khác phương văn đã từng chia sẻ quý bà con rồi là rất là nhiều câu chuyện đã đi qua thì phương văn đã à, chia sẻ bình luận phân tích theo chiều hướng tích cực nhất có thể và đem lại những cái gì nhẹ nhàng à, cho quý khán giả xem và xem đây là một cái ngôi nhà chung của youtube là tất cả quý bà con có thể chia sẻ bình luận về ý kiến cá nhân của mình về một câu chuyện nào đó thì có những người vô cũng là nói chanh nói giấm với phương văn thì phương văn cũng biết rằng là đâu đó những cái người fan hâm mộ của anh em chín suối chùm so sẹt và trăng le le và phù thủy vân vân và chị đạo diễn phải nói là rất là nhiều người ha thì ai muốn nói gì thì cái quyền bình luận của họ phương văn không có không có à, phản biện lại họ nhưng mà phương văn vẫn đọc và vẫn thả tim có nghĩa là phương văn à, đã đọc những cái bình luận của anh chị đó cảm ơn một lần đã vào kênh phương văn để nghe phương văn chia sẻ cái gì và cũng xem được những khán giả các cô chú bình luận cái ý kiến của họ như thế nào về câu chuyện nào đó thì kính thưa quý vị khán giả thật sự khi mà xem được cái video của chị hằng ali mấy hôm nay nhưng mà phương văn cũng bận chia sẻ về đề tài khác cho nên là à, về câu chuyện của bé tường lam à, và những cái câu chuyện khác nữa cho nên là phương văn à, chưa có dịp mà chia sẻ thì hôm nay phương văn quay trở lại cùng với tất cả quý bà con Phương Văn nói thứ nhất là cái về cái thái độ của anh Quyền. Quý bà con thấy không? À, cái video cuối cùng cách đây 2 tháng là anh Quyền, anh chửi thề, chửi chị Hằng Kali à, có mà camera quay lại đó. Và cái thái độ trong cái video đó và cuối cùng thì anh Quyền, anh chấp nhận ra đi. Tại vì chị Hằng có nói là khi mà vào nhà thì tất cả cái nơi mà mình muốn tương lai mình tốt hơn thì phải là từ bỏ hết tất cả những cái việc làm mà theo cái sự thích đam mê của mình và đâu có ai đâu mà mà ủng hộ và làm những cái việc đó chỉ có những người chính suối những người chùm sao sẹt và trang le le rồi đó là phù thủy già rồi đó thì những người đó là, là ủng hộ khi mà anh quyền đã ra đi thì cái đó là sự lựa chọn tương lai của anh quyền vậy mà cũng nói chị hằng là lớn tiếng hỗn hào với anh quyền vân vân à, mà không có một cái lời nào nói khi anh quyền chửi thề chửi thẳng chị hằng như vậy ở trong nhà người ta mấy tháng trời à, ít nhất cũng 6 tháng trời là tiền nhà tiền ăn uống đó hàng kali cũng lo hết tất cả có nơi mà mình ở như vậy mình có nệm ấm chăn em cùng với tất cả anh em mà người ta muốn rèn cho mình để mình tốt hơn cho cuộc đời của mình mình không còn đi chơi hàng nữa mình không có à, đi giao lưu bạn bè bên ngoài để rồi hư hỏng cuộc đời mình 13 năm ở trong tù rồi mà tới bây giờ khi mà ra trại thì được hàng kali có nghĩa là thực sự cái kiếp trước anh cũng có duyên nhiều dữ lắm đó. mới kiếp này là mới 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 gặp được chị hàng kali đó là nhiều bà con chia sẻ như vậy chứ thử hỏi đi quý bà con thử hỏi đi hàng kali mà một một người mà không có tốt không có rộng lượng thì thử hỏi ai dám chứa một cái người mà mới đưa, vừa ra tù không có ai dám hay không những người bên kia nói hay lắm nói hàng kali là hỗn hào với anh quyền nói lớn tiếng vân vân thì quý bà con thấy là anh quyền anh chửi về hàng kali thế nào chửi thề đó chửi thế này thế nọ trong cái video cuối cùng mà anh quyền ra đi khỏi nhà chàng hàng kali đó thì tới ngày hôm nay thật sự khi anh quyền quay trở lại tự bản thân anh quyền không dám gọi về hàng kali mà phải qua nhờ qua một người khác và qua nhờ qua một người khác để nói chuyện cũng như là mong muốn để quay trở về đó chửi người ta cho dữ lắm vào rồi chấp nhận ra đi đi mới hai tháng thì con người lại tàn tạ nữa đó bây giờ ở nhà của người khác nhưng ở nhà người khác bây giờ người ta họ nói là người ta sửa nhà ta không cho ở nữa đó đó thì cũng trả trả tiền trả, trả tiền phòng nhưng mà người ta thấy thái độ với lại là không ai mà chứa những con người mà đang nghiện hết trơn á không ai chứa đó khi người ta biết được thì người ta phải nói khéo ở chuyện này chuyện kia ta nói sửa nhà người ta không ở nữa à, không cho ở nữa thì người ta cho đi cuối cùng không có nơi chỗ đi ở đó ra ngoài phải thuê nhà bao nhiêu tiền rồi tiền ăn tiền ở bao nhiêu tiền đó khi mà ra đi như vậy mới biết quý cái nơi nào mà đã từng giúp đỡ cô mang mình thật sự phương văn nói à, đây là nói thật à, các quý bà con hoặc là những người mà vô đã từng chửi phương văn nào là bưng bô hàng kali đó bây giờ anh em phải nhìn nhận nhìn nhận dù cho có chửi phân văn đi nữa thì cũng phải nhìn nhận thực tế tế những gì mà hằng kali đã làm được bây giờ hằng kali chứa anh quyền trở lại đó chào đón cho anh quyền quay trở lại một cái cơ hội làm lại cuộc đời tương lai của anh quyền và phải nói là đây là một cái à, giúp đỡ mà thương người tận đáy lòng luôn đó khi mà anh quyền quay trở lại chị hằng kali được cái gì đó thử hỏi đi thử hỏi những người mà vô nói phương văn là bưng bô này kia nọ thì các anh em đó mang anh quyền về nuôi đó lợi ích cho các anh em thì bây giờ mang anh quyền về nuôi đi đó mang được nuôi một ngày thôi đó cái người mà rơi vào tệ nạn xã hội chỉ có ăn chỉ có ăn nằm đó rồi chờ tới cái, cái, cái thời gian cai nghiện chứ họ chưa được làm được gì hết như vậy thì các anh em có nuôi không mà tại sao không nhìn nhận thấy những gì Hằng Kali đang làm giúp đỡ cho những người anh em vô gia cư Bây giờ anh Quyền nào quay trở lại nè Mà các anh em cũng 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 nói Cũng nói là bây giờ đặc biệt là chị chị già Kali đó à, Khi anh Quyền ra đi thì cũng nói chị Hằng quá trời luôn Và bây giờ khi anh Quyền trở lại thì cũng là cũng là cũng nói chị hàng kali nào là một, một món mồi á à, anh anh quyền quay trở lại để giúp cho hàng kali là thêm kiếm view kiếm sập trời ơi, các quý bà con ơi những người đó họ nói như vậy thì họ đem một người nào về đó đem anh quyền về nuôi luôn đi bây giờ alo alo cho anh quyền đó ờ, anh quyền ơi bây giờ anh về bên nhà em anh ở rồi em sẽ lo cho anh tiền ăn tiền ở tiền nhà như vậy đó rồi mấy anh chị đó là kiếm view kiếm sập đi đó mình làm được thì mình mới nói người ta đó tại sao tại sao mình không có ghi nhận những gì chị hằng kali được phương văn nói rồi nếu như anh chị có ghét ghét thì ghét mà chứ không phải ghét cũng phải nhìn nhận lại một cái nào của người ta tốt chứ không phải mình ghét người ta rồi mình ghét luôn cả tông ty họ hàng mình làm như vậy là mình sai rồi đó mình sai rồi phương văn nói một cái ví dụ gì về trang la le này nha ví dụ nhỏ thôi để cho những cái anh em mà mà coi như là phản biện anh em mà ghét bỏ chỉ lâu lâu chọt vô một câu vậy cho vui vậy thôi nào là bưng bô phương văn bưng bô rồi phương văn bờ mông bờ đích thì kia nọ mấy anh chị nói những cái câu đó mấy anh chị nói nó không có thấm thiế gì phương văn đâu tại vì phương văn biết được cái câu anh nói ra là nó không có giá trị gì chứ nó không có không có cái ý nghĩa gì để cho bà con à xem đây là một cái câu nói mà để cho quý bà con là trân trọng à, nó không có ý nghĩa gì chứ á cho nên mình nói cho đã cái miệng cho sướng cái miệng mình thôi Chứ thực sự là mình không có phân biệt được đúng hay sai Hay là uh, phải hay là như thế nào Bây giờ anh Quyền quay trở lại nè Quý bà con thấy là Thôi những cái việc mà râu rìa rễ má họ Bây giờ họ đang nói với hàng Kali để kiếm view kiếm sụp này kia nọ Thì hy vọng một lúc nào đó gọi, quyền, gọi điện cho anh Quyền Mang anh Quyền về nhà nuôi giống như chị Hằng Để cho chị Hằng đỡ tại vì còn bao biết bao nhiêu người à, để giúp đỡ nữa chứ không phải làm biết bao nhiêu việc khác nữa chứ không không, mang mấy người này về để quay lên youtube để kiếm view kiếm sụp này kia nọ thì các anh chị nào làm được cạnh tranh được thì làm youtube nó cho mà công ty youtube nó nó nó, nó cho mình làm mà tại bây giờ mình cứ làm đi mình ăn tiền của công ty youtube chứ không phải ăn tiền của ai cho nên các anh chị nào cạnh tranh mang ông quyền nuôi với chị cạnh tranh với hàng kali đó mang quyền về nuôi được thì anh em cứ làm ha cứ ở chứ ở đây mình mình đừng có đã mình nói mình không làm được thì mình nên ủng hộ tinh thần cho người khác à, ví dụ như bây giờ mình làm không được thì mình ủng hộ những cái việc mà chị hằng cali làm tốt cô mang giúp đỡ những người vô gia cư đó tại sao mình làm được mà hằng cali bỏ không một căn nhà người ta có chỗ thể cho thuê là 6 đến tới 10 ngàn đô à, người ta lấy cái tiền đó chứ đâu mà bỏ không căn nhà như vậy vợ chồng đồng lòng à, cùng một cái ý tưởng giúp đỡ cho những người vô gia cư như vậy thì mình phải ghi nhận có người nói về hàng kali là bỏ chồng bỏ con và video vừa vừa trước trước đó thì phương Văn có phân tích rồi cho nên giờ không có nhắc lại nào nào là bỏ chồng bỏ con à, rồi à, là thương cho tụi nhỏ vân vân đó thì hầu như là quý khán giả không đồng tình về những à, các à, vị khán giả đó à, nói như thế À, thực sự nói mình không có à, không có đúng sự thật mà mình không ghi nhận lại những cái gì mà người ta đã làm được và ngày hôm nay thì những cái việc mà anh Quyền quay trở lại à, nhà chị Hằng Kali đó quý bà con à, bản tính của anh Quyền coi như là non sông thay đổi chứ bản tính khó đổi dời khi lúc trước chửi thề à, chị Hằng không mà 6 tháng trời ở nhà chị Hằng mà không một lời à, gọi là biết là chửi người ta như vậy là biết có lỗi và tới ngày hôm nay thì đâu có dám đối mặt với thực tế đâu đó ra đi rồi sẽ biết à, nơi nào tốt với mình nơi nào cô mang khi mà mình rơi vào một cái một cái khó khăn nhất có thể thì mình mới nhớ tới à những ai đã từng giúp đỡ mình những ai đã từng cưu mang được mình còn có lúc mình đương thời thì mình không biết đâu khi mà mình tàn đời á thì mình biết biết được là ai thương mình ai giúp đỡ mình và cuối cùng thì anh quyền có gọi những người anh em chính suối trăng la le là sao sẹt rồi chị già Cali đâu anh quyền có gọi mấy người đó đâu đó hoặc là giết mail cho mấy người đó ờ ừ, bây giờ đem tôi về nuôi tại sao anh quyền cái lúc mà 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 rơi vào tệ tệ nhất trong cuộc đời thì lại quay trở lại nhớ tới thằng kali mà sao không nhớ tới mấy người đó mà nếu như có nhớ tới mấy người đó thì họ đâu có nhận họ đâu có làm gì giúp đỡ được? ô, tôi không biết rồi, tôi không biết rồi mấy người đó đi đi mấy người có tay có chân tự làm đi, đó. thì cái câu nói mà mà có đầu óc tay chân tự làm đó là Trang Le Le đã từng nói trước đây rồi. bây giờ nếu như anh em nào muốn gọi cho chị và Cali phù thủy đó thì gọi cho chị coi chỉ mang một người nào hai ba người nào đó về chỉ chăm lo đời sống và chỉ giúp đỡ cho họ đi. Đó, mỗi một ngày phương văn nói từ khi chỉ thành lập kênh youtube tới giờ mỗi một ngày ngày nào cũng lên là 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 coi như là nói những cái điều mà tiêu cực về hàng kali nào là mổ xẻ vấn đề này vấn đề nọ đủ thứ hết trơn mà bản thân mình thì mình không giúp được bởi vì phương văn nói là khi mà đã xúc phạm hàng kali rồi mà còn xúc phạm luôn khán giả luôn nói khán giả là u mê những người mà lớn tuổi đó là thiếu thiếu chồng đó À, cho nên bây giờ mấy vua ủng hộ cho hàng kali à khen à, khen thiện đẹp trai rồi à, những người à, là không chồng vắng đàn ông lâu năm rồi quý bà con thấy chị chị già kali nói những cái câu mà hết sức độc địa không à mà không thể chấp nhận được quý bà con và tới ngày hôm nay khi mà anh quyền quay trở lại cũng vậy cũng lại là có những cái câu nói mà là làm sốc cho mọi người khác là hằng kali là chào đón là đem về là béo bở để cho hàng kali câu yêu câu sập tiếp theo ủa câu thì thiếu gì việc khác hay câu ai cũng câu hết chứ mà câu làm sao được sự đồng tình của quý bà con khán giả thì cái việc đó mình cũng nên câu còn cái việc mình câu mà mình bất chấp mình câu mà để mình chửi mắng mỗi ngày câu những như anh em chính suối thì liệu khán giả còn thương yêu mình hay không đó câu thì làm sao mà được cho khán giả thương yêu tại vì đây là youtube mình chia sẻ được rộng rãi trên cộng đồng mạng trên thế giới rồi thì ai cũng có thể là làm youtube ai cũng có thể chia sẻ những cái đề tài theo cái 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 ý kiến của mình theo cái cái con đường mình đi mà mình chọn YouTube miễn là sao nó không có vi phạm nội quy nguyên tắc cộng đồng của luật YouTube mà thôi. Đó. Hiện tại thì có rất là nhiều anh em YouTuber chọn về cái đề tài là bình luận về YouTube. Tuy nhiên, đâu có phải là là uh, khán giả nào cũng được uh, được khán giả thương yêu, được khán giả đồng tình đó và những cái kênh anh em khác cũng vậy là mỗi đề tài thì ai cũng mong cho khán giả thương mình và làm sao những cái gì để cho khán giả lưu lại và nhớ mình thì mình nên làm còn mình lên mặt cộng đồng mạng mình không có giúp đỡ được gì cho họ mà mình luôn mình ganh tị mình đố kỵ rồi mình chửi hàng ngày như vậy thật sự qua cái câu chuyện của anh quyền bây giờ đó phương quang xin phép nói như thế này anh quyền là bản tính anh quyền thật sự là nếu như hằng cali gặp hằng Kali thì hằng cali mới nuôi chứ gặp người khác xin lỗi không ai nuôi anh quyền đâu tại vì khi mà quay trở lại quý vị khán giả thấy anh quyền ảnh đâu có dám đối mặt trực tiếp à, gọi hằng ơi bây giờ anh như thế này anh thế kia bây giờ anh không có nơi nương tựa hằng cali cho anh về rồi anh đã tuân thủ theo bất cứ cái những gì mà hằng cali quy định đó đâu có dám gọi đâu có dám nói mà qua cái ông kia kìa qua một cái người quen kìa à, giác đồ lấy ngồi người ta nhà người ta hoài đó người ta sợ quá người ta mới kiếm hàng kali và cuối cùng thì anh tuấn anh đưa tới tận nơi và bàn giao anh quyền cho tới hàng kali luôn quý bà con thấy không tại sao những người đó người ta còn không dám chứa tại vì người ta còn có gia đình vợ con người ta còn có công ăn việc làm đâu có ai chứa những cái ông này trong nhà đâu đó thật sự ví dụ như người ta có tâm đi nữa người ta cũng không chứa rồi mấy người này tại sao đó mấy người kia cũng có điện thoại đó mai sao sẹt rồi đó sao sẹt nè à, anh em chính suối nè trang la le rồi 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 đại chị đạo diễn rồi đó và phù thủy già đó đó tại sao những người này không gọi ờ chị ơi bây giờ anh quyền như vậy đó em mang anh quyền cho tới nhà chị chị giúp đỡ giùm đó gọi thử coi mấy người đó mà nuôi mấy lạ chỉ có hằng kali thôi là thật sự là mà nói là cái người mà cô tiên giữa đời thường đó là bông hồng thép đó quý vị khán giả đó. vậy mà bên bên kia những cái người kia là không thấu hiểu không có ủng hộ tinh thần cho chị hằng kali để làm việc tốt mà chửi là hằng kali là tối ngày đu bám những bọn đàn ông đó tại sao mấy người không đu bám đi mấy người đu bám những người bọn đàn ông đó để mấy người kiếm view kiếm sập làm được giống như hàng kali không Trời ơi, nói những cái câu mà vương văn nói không ngờ các vị đó lại là là phát biểu những cái câu mà ganh tị đố kỵ mà tới mức độ đó ganh ghét mà bản thân mình làm không được mình không có giúp gì cho những người anh em vô gia cư hết trơn á thật sự mà nói toàn là những người việt nam sang mỹ mà họ lại rơi vào cái lầm đường lạc lối như vậy thì người mỹ mà đó mình đã sống lên một cái đất nước xa xôi con người lạ lẫm rồi không cùng dòng máu với mình rồi mình đi một cái đất nước của họ mà mình sống mình lang thang phiêu bạc như vậy thật sự theo luật luật của mỹ thôi đó mày tốt thì là mày tốt và mày không tốt thì coi cho mày vô trại thôi đó bây giờ ai nuôi đó bây giờ cuối cùng gặp phải nói là những người mà gặp được chị hằng kali là kiếp trước có tu kiếp trước có tu còn cái còn còn cái phước cho nên kiếp này mới gặp được gia đình của chị Hằng Kali cô mang giúp đỡ như vậy à, thật sự anh Quyền tới ngày hôm nay các bản tính của anh không thay đổi không có dám mở lời để năn nỉ Hằng Kali ta đây còn sĩ diện mà ta đây còn sĩ diện Hằng nói gì nói trời nói gì nói à, thì mình cũng biết rồi giờ Hằng như thế nào Ủa mình là cái người mà muốn Hằng Kali À, chấp nhận mình thì mình phải nói một lời để làm sao mà hằng kali cảm thấy ờ mát dạ và đây là một cái người mà thật sự muốn làm lại cuộc đời chứ chứ đâu phải là hằng kali cần anh về đâu mà ổng không có cái câu nói nào mà nghe nó suôn sẻ mà khán giả nghe mát ruột hết chứ không có đâu đó toàn là là hằng kali đã nói là cái, cái quy định nói những gợi ý mà bản thân anh anh chửi thì được anh chửi người ta thì được chửi thề không bởi vì mấy cái người này thật sự là nhiều khán giả nói là trước đây á, là không chấp chứa anh quyền nữa thằng Cali là tuyệt đối không chấp chứa nữa tại vì cái cái video mà cuối cùng anh quyền ra đi là nhiều khán giả cảm thấy là trời ơi trời sao đó mà mà rất là tức rất rất là tức cái hành động thái độ của anh quyền mà đối với cái người ân nhân của mình đó ở nhà người ta ăn ở 6 tháng trời mà quay trở lại không không vừa vừa lòng mình bắt đầu không cho mình đi chơi bời không cho mình mình hút nữa bắt đầu quay trở lại chửi thề rồi chửi đủ thứ hết trơn trong 6 tháng trời ăn ở nhà chị hằng kali không tốn cơm không có tốn tiền phòng tiền quần áo giặt chủ thì kia nọ không tốn mà còn tìm việc giúp đỡ cho đi làm được kiếm được 5.000 đô 5.000 đô mà gửi chị hằng chị hằng giữ cho để sau này còn gửi về cho con ở việt nam thật sự phương văn nói như thế này nha quý bà con mấy đứa nhỏ nó không có coi được chắc có lẽ là không có coi được cái video mà anh quyền cuối cùng để ra đi khỏi nhà chị hằng đó chửi chị hằng và, và cái thái độ mà đối với với à, chị hằng kali như vậy cộng đồng mạng là không có đồng tình trăm phần trăm luôn không muốn hằng chứa ông quyền một giờ phút nào hết chứ mấy đứa nhỏ nó vô nó xem đi nhưng mà thật sự ra mấy đứa nhỏ nó không xem cho nên tới ngày hôm nay ông quyền ông ra đi hai tháng rồi mà con ở Việt Nam rồi gọi, gọi anh quyền rồi không được ông đâu có bắt máy tại vì giờ ông đang rơi vào vào, vào là, là, là tệ nạn nữa rồi ra khỏi nhà chị hằng cali bắt đầu lang thang chỗ này chỗ kia nữa rồi có làm ra đồng bạc nào đâu đó và tiền ăn uống rồi không biết giờ mấy mấy đồng bạc còn hay là hết nữa đó quý bà con thấy không à, mà người ta muốn tốt cho bản thân mình người ta nói mình đáng lẽ là mình phải nói là quỳ lại mà cảm ơn chứ không gặp ai được giống như hàng kali đâu đó bây giờ biết bao nhiêu người đó có dám gọi ai mà để về nhà không mà tại sao gọi chị hàng kali mà giờ này các anh em các anh em không ủng hộ tinh thần được mà quay trở lại là mổ xẻ phân tích vấn đề nói hàng kali này thế này thế nọ bởi vì phương văn phương văn nói là trung thật nhất nếu mà về việc chị Hằng Kali làm sai bất cứ cái gì Phương Văn cũng không có thể nào mà phân tích để à, nếu kéo Hằng được tại vì bản thân mọi người đều có trách nhiệm với bản thân mình và có trách nhiệm với pháp luật Hằng Kali ăn chặn từ thiện làm sai quy định của pháp luật gì đó chứa chấp người bất hợp pháp Tại vì à, có người nói là hàng kali chứa chấp như mấy người như vậy là hàng kali là chứa chấp chứ không phải thương yêu giúp đỡ như vậy đó. Thì nếu mà hàng kali sai luật thì ở Mỹ mà có cảnh sát Mỹ ha có cảnh sát Mỹ chứ không tới không tới các anh các chị mà mà nói đâu đó rồi bây giờ hằng cái làm cái gì sai trái thì ở Mỹ mà có cái luật của Mỹ cả cho nên mình đừng có lo những cái chuyện đó nào là xưa nói cho hằng cái ăn chặn tiền từ thiện nè nào là nói hằng cái là không được quay những người anh em vô gia cư nè không có giấy phép nè không có license nè đó rồi ừ, không có chứa những người anh em vô gia cư đó tại vì mấy anh chị đâu có chứa được đâu đâu có ai dám đâu chỉ có hàng ta ly là bông hồng thép giữa đời thường và cô tiên xuất hiện giữa đời thường mới cưu mang giúp đỡ những người mà mà không có công ăn việc đào làm mà không có làm đường lạc lối mà đang rơi vào cái tệ nạn xã hội như vậy thật sự phải nói là bông hồng thép quý bà con không ai làm được chính vì không ai làm được đó mà những gì hằng kali làm được thì mình nên ủng hộ chứ tại sao mình môi ra mổ xẻ ra những cái vấn đề mà không hay không tốt mà những những cái gì mà hằng kali sơ hở là là bắt đầu lôi ra nói thậm chí cái nụ cười người ta cười đi nữa là cũng đem ra nào là cười cười thế này thế nọ trước đây hay là anh em chính suối nói là hằng kali là cười trơ trẽn này kia nọ đó cái trơ trẽn hay không là do cái cảm nhận của mình mà thôi bây giờ tại sao không quay trở lại à, xem tại sao hàng kali bỏ cho ông quyền thôi một người thôi chứ đừng có nói cả chục người ở trong nhà hàng kali ha Đó, bây giờ một người thôi ông quyền ở 6 tháng vậy hỏi tiền ăn đâu tiền uống đâu tiền ăn uống đâu tiền nhà đâu tiền gas đâu đó mọi thứ tiền đâu rồi ai trả cho rồi ai mà công lưng ra để nay lưng ra để làm để nuôi mấy ông này đó ông quyền ông có tiền gì đâu đó như vậy nói một nhân vật thôi chứ còn nhiều nhân vật khác nữa đó thì quý vị khán giả thấy có phải là hằng cái ly làm tốt không khi ông quyền quay trở lại nào mà cũng bị nói đó nè đã ông quyền cái thái độ như vậy thật sự vương quang nói nha nói đây là nếu như con của anh quyền mà nghe được thì phải nói là nó phải ăn chay niệm phật hả nó cầu nguyện nếu ai đạo nào thì theo cầu nguyện đó cầu nguyện cầu nguyện để cho ông quyền ông hết tội lỗi đó chứ ổng có gây ra nhiều tội lỗi quá à. thứ nhất những cái tội mà, mà 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 cảnh sát mỹ đã bắt 13 năm thì biết rồi đó ta cũng có cái tội nếu mà không có tội nói không có tội làm sao cảnh sát mỹ, mỹ, bắt cho cho tù 13 năm thấy không rồi bây giờ chửi hàng kali chữ thề không đó đó là một cái tội nữa mà rồi ở trong nhà cái người mà cưu mang giúp đỡ của mình giúp đỡ cho mình 6 tháng trời là ân nhân của mình à. quay lại chữ thề chửi chửi không còn gì hết nè à. Đó, thử quý bà con ơi vậy mà những người bên kia nói hàng kali là nào là hỗn hào nào lớn tiếng thì kia nọ tới ngày hôm nay ông quyền quay trở lại có ai dám lên tiếng ờ anh quyền ơi về nhà tôi ở nè anh quyền ơi về nhà em ở nè anh quyền ơi lại chỗ này ở nè tôi nuôi tôi lo cho có ai dám lên tiếng không không hề thì mà nếu như mình không mình mình không lên tiếng mình không nuôi được thì thôi để cho hàng kali làm được giúp đỡ được gì cho giúp để cho mình mình mừng mình mình mừng là mình cho ông quyền á chứ hàng loạt kali đâu có được cái gì đâu người ta ở lại còn tốn công tốn sức còn hao điện hao nước nhà người ta nữa người ta không có được cái gì thì thôi mình im lặng để hàng kali giúp đỡ cho ông quyền ông tốt đó còn cái này là khi ông quyền ông quay trở lại ông không dám đối diện để nói thẳng ở xin lỗi hàng cá ly trước đây anh lỡ nóng hay gì rồi bây giờ anh có những cái sai phạm anh ra đi anh mới thấy uh, ở nơi này là tốt anh về anh hứa hẹn là anh sẽ cai nghiện anh làm lại cuộc đời tốt cho anh và hy vọng là cho mấy đứa nhỏ nó mừng được cái nọ rồi ông không nói được một cái lời nào cho quý bà con thấy rõ ràng không đó ông không nói được cái tính rất là ngang ngược ngang bướng nói là cái quan là cứ gạt ngang gạt nữa đó thì thì em cũng biết rồi nói gì đó hoài vậy này, kia nọ đó ổng không hề nói ra một cái gì hết trơn năn nỉ cô không dám năn nỉ phải nhờ cái anh kia ảnh chở lại rồi năn nỉ với hàng kali qua điện thoại rồi đồng ý rồi mới chở tới xem ra làm sao đó quý bà con thấy cái hình ảnh mà 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 mà, mà cuộn trong một bịch đồ không ở ngoài đó bắt đầu đem vô nhà hàng Lần này là lần chắc có lẽ lần cuối trong cuộc đời của mình bay lớn tuổi rồi Sáu mươi mấy tuổi rồi Đâu phải là nhỏ nhất gì nữa đâu Con cái là ở bên Việt Nam nó ngóng chờ từng ngày Tội nghiệp mấy đứa nhỏ nó không có xem được cái video đó Mà chị Hằng cũng cũng là không có gửi ha Gửi cho mấy đứa nhỏ cái video đó Nó xem hết cái video rồi Rồi chắc là nó chết lên chết xuống luôn nó không ngờ cái hành động của ngược cha nó mà lại đối xử với một ân nhân như vậy bởi vì tối ngày nó cứ gọi cho Hằng kali đó là cho Hằng kali nói à, cô hằng ơi dạo này cha con làm sao rồi mà sao không gọi điện thoại ổng không bắt máy được kia nọ ổng lang thang bụi đời trở lại mà ổng có dám bắt máy đâu ổng có dám nói gì với con cái ổng đâu ổng đâu có dám kể ổng đâu có dám nói là ờ cha bây giờ bà cha ra khỏi nhà cô hằng rồi tại vì cha chửi cô hằng chửi thề giờ cô hằng rồi cha lấy tiền gửi năm ngàn đô cha, cha cha, cha đi này kia nọ có dám nói với tụi nhỏ một tiếng mình lạ mà mấy đứa nhỏ nó không có có, có biết được cái video đó ha chứ nó biết thì nó không hỏi không hỏi là chị hằng kali vậy đâu à, cô hằng ơi dạo này cha con sao rồi giờ dạ, ổng như thế nào rồi mà bấy lâu nay liên hệ với dạ, ổng không được này kia nọ đó quý bà con thấy không đó thì thì cái việc mà ảnh hư như vậy sốt cho rất là sốt cho mấy đứa ở Việt Nam mấy đứa con ở Việt Nam nếu như anh Quyền mà phải nói một người cha không có được đàng hoàng tử tế rơi vào cái cái thời gian mà mười mấy năm trời ở mười ba năm trời ở tù phải nói là phí phạm cái cuộc đời dễ sợ đó đáng lẽ ra đi sang Mỹ phải dáng làm tốt bảo lãnh cho mấy đứa nhỏ nó sang Mỹ đó bây giờ nó 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 ở việt nam mà nó cũng thiếu vắng à, nào mẹ bởi vì bản thân ổng sống không tốt cho nên vợ mê mê mà vợ ảnh mê, mê mê bỏ đi 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 tìm hạnh phúc mới để cho người ta thoát khỏi cái cuộc đời của người ta người ta đi tìm hạnh phúc người ta tìm mấy ấm gia đình chứ ở, với ổng mà tới giờ còn khổ còn chết nữa tới bây giờ tới giờ phút này đây nè đó có người ổng lang thang phiêu bạc như vậy rồi bây giờ đi 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 xuống suối à, đi xuống suối đi lên Chạy rồi cuối cùng đi vô tù nói chung là cái nơi nào mà ông có thể đi được là ông đi đó đâu có nhà cửa gì đâu đáng lẽ ra làm ăn cho chân chính cho tốt Ráng gán cho đi làm có cái nơi thì mình tốt rồi là bảo lãnh con cái mình qua cũng được còn cái này bản thân mà ổng mà còn được người khác cưu mang giúp đỡ nữa thì làm sao mà 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 lo lắng làm sao mà bảo bọc được con cái được chính vì vậy không có người phụ nữ nào mà 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 chịu đựng nổi cuối cùng thì phải phải rời xa thôi người ta phải đi tìm hạnh phúc mới của người ta thôi đó cuộc đời phải giải thoát đó chị ấy phải giải thoát chính rồi chị ấy đi tìm hạnh phúc mới tìm máy ấm gia đình chứ sống với ông lang thang tới giờ thì coi như cuộc đời ông vậy vậy mà không có nhìn nhận ra khi mà chị hằng kali nói à, vào đây phải có những cái quy luật ở nhà này rất là nhiều người phải có những cái quy luật sống và bản thân mình mình cứ nghĩ đi mình đi trong cái trại cai nghiện thì người ta cũng phải theo cái quy luật để cho mình cai nghiện để mình tốt cho cái bản thân mình đúng không nào đó bây giờ mình ở nhà chàng kali thì cũng tự bản thân mình phải tự kiềm chế và cai nghiện để cho tốt bản thân mình mà ở đây không tốn tiền ăn tiền uống tất cả cái tiền gì hết như quý bà con thấy không đó toàn là cưu mang những cái người mà coi như là không có làm được cái gì hết trơn á đó. Đó, giống như ông nhơn vậy đó Đó. ông nhơn ông đi bao 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 lâu rồi đi về việt nam từ cuối cùng ở nhà ở nhà bạn bè có được không ở nhà bà con có được không em ruột ở được không cuối cùng phải gọi từ việt nam sang mỹ phải cầu cứu hàng Kali đưa ông nhơn về bên đó rồi cuối cùng ở trong cái nhà đó đó đưa về con con nó hận quá nó kêu ngồi đó họ kêu cảnh sát bắt quý khán giả thấy không? đó là cái luật nhân quả. Trước đây mình đối xử với con cái mình như thế nào, thì sau này đừng có trách. giống như ông nhân mà Phương Văn đã chia sẻ rồi đó. đó. còn bây giờ ông Quyền mà ông đối xử với con cái ông vậy thì sau này đừng có thang trời trách đất nữa, hang thân tàn ma dạy. rồi, đừng có thang trời trách đất nữa. bây giờ ông về Việt Nam, ông về có được không? về thân tàn ma dạy, mà, mà 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 ai chăm ai nuôi, đó bản thân ở Mỹ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ không muốn làm lại cuộc đời nữa mà khi bản tính như vậy mà quay trở lại nhà hàng kali mà không có một cái lời nào mà để cho nói cho khán giả à, cho bắt bụng bắt bụng là ở đâu ở à, đây không phải là bắt bụng cho 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 hàng kali đâu mà làm sao nói làm sao để khán giả nghe à mình quay về chữ nhà ân nhân của mình mình từng phản đó tạo phản đó bây giờ mình quay trở lại mình nói những cái câu nào để cho khán giả nghe cho được à, khán giả còn còn thương yêu còn cái này là cứ nói ra những cái gì mà nói chung hành động những cái hành vi của anh quyền làm cho khán giả thêm bực mình không chứ không có ai mà thương ảnh thật sự nhiều quý bà con nó vừa bỏ luôn đi không có chấp nhận cho quay trở về nữa tại vì là cái thái độ cái hành động của ảnh nó nó không thể hiện được cái cái sự chân tình và không thể hiện được là là ta đây là cái người mà bị phạm lỗi đó cứ hỏi ngược lại chị hằng kali không và hằng muốn làm sao ủa mình quay về lại nhà chị hằng kali mình năn nỉ mình ở mình sống đó mà bây giờ mình hỏi chị hằng kali muốn làm sao ủa ai muốn vậy anh à, có anh muốn cái gì thì anh nói anh anh muốn lại lại lục văn sinh cái gì thì anh muốn cái gì anh nói chứ hằng kali có muốn cái gì ở anh đó quý khán giả thấy không khó một cái lời nói mà không thể mà thốt ra được mà chửi thì hay lắm chửi thì giỏi lắm đó bây giờ lang thang phiêu bạc quay trở về sách có một tấm đồ quay trở về đó quý khán giả thấy không anh em trong cái ngôi nhà đó họ có đùm bọc thương nhau đó ông vũ ông ra ông bê một cái đống cái đồ một cái bịch đồ của ông quyền đựng trong cái bọc vậy đó mấy chục năm trời sống ở mỹ mà tới chừng đi mà có cái bọc vậy mang mấy bộ đồ quý khán giả thấy không về yeah, ở giống như là người của lăng của lốc ở đâu quay về nhà hằng cali ủa hằng cali là cái một người mà làm thiện nguyện thôi chứ đâu phải là cha là mẹ đâu mà 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 tha thứ cho một đứa con hết lần này tới lần nọ thật sự ra mà nói khi phương văn chia sẻ tới đây thật sự là phương văn nói chắc có lẽ anh quyền mê mốt hả là ai cũng có thể nói với ổng à cái kênh này nó bình luận vậy cái kênh kia nó bình luận như vậy và những cái người mà phương văn nói luôn ngày hôm nay là những cái người mà đang chỉ trích thằng kali đó ha chửi tìm ra những cái hật kẽ hở này chửi thằng kali này kia nọ làm ơn gọi điện cho ông quyền đó mang ông quyền về nhà nuôi mang ông nhân về nhà nuôi nuôi cho đỡ hàng kali hàng kali không còn quay phim để là gọi là câu view câu like như mấy 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 vị đã nói là hàng kali quay những anh em vô gia cư này à, lợi dụng vô gia cư để quay những cái thước phim để là 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 kiếm tiền câu view qua live thì mấy vị mang mấy người về để quay phim kiếm tiền câu like câu view giống như bà phù thủy già đó phải chửi hàng kali mỗi ngày như vậy đó, thì bà có câu view qua live hay không mà phương văn không nghĩ những cái người mà phan hâm mộ của cái những người này là chỉ trích hàng kali và muốn lật đổ và chửi bới hàng ngày hàng năm hàng tháng như vậy mà ủng hộ họ là ủng hộ cái nỗi gì và phương văn cũng nói luôn những người fan hâm mộ hoặc là những người đó vô kênh phương văn là giả cái nick nem khác để chửi phương văn đó nói hằng kali là, là 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 nào là bưng bô bỡ, bỡ, bỡ mông bở đích này kia nọ bây giờ hỏi thật chính bản thân của các vị khán giả đó hỏi thật lòng mình đi hằng kali có tốt không mặt xấu mặt xấu mấy quý vị khán giả không đồng ý là từ giọng nói giọng cười này kia nọ đó, người ta cái đó là cảm nghĩ của mọi người thôi bây giờ hỏi ví dụ như về việc bình luận về hàng kali thì các anh chị thấy hàng kali có tốt không có tốt cái một 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 việc gì không mình nói thật tâm thật lòng đi chứ không phải mình ghét hàng kali mình ghét hết cả công ty họ hàng mình phải nhìn nhận mình phải nhìn nhận những gì mà người ta đang làm được cho những người anh em vô gia cư nè đó bây giờ cụ thể từng nhân vật một mang những người này về nhà nuôi nè đó mang ông phu phi phủ là đó thấy ông phi phủ không ngày xưa ông phi Vũ mà lần đầu tiên mà 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 gặp hằng kali Trời bây giờ phương văn con giữ cái thước phim lại kìa người ngọm không ra người đó người ngọm thì không ra người ngọm trời đó coi thực tình nó tệ người đâu mà hóc hát ốm treo tóc thì dài rồi người không ra người cuối cùng gia hân đi tìm kiếm nè ông vũ ông vô ông trốn không ông có dám gặp đâu đó thì sau này mới gặp như vậy tới ngày hôm nay thấy ông 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 ông, ông, ông phi vũ ông phong độ lại chưa đó ăn uống mập mạp này kia nọ rồi á, là hằng Cali giúp đỡ quay trở lại à, chương trình để ca hát này kia nọ đó một ca sĩ nổi tiếng một thời đó nha quý vị khán giả nếu mà ông không rơi vào tệ nạn xã hội này thì bây giờ chưa chắc gì khán giả đã gặp được cái người nổi tiếng như ông phi vũ đâu đó thì thật sự ra phương ban nói đây là cái ngôi nhà chung của chị hằng Cali đại gia đình khi ông ông quyền ông quay trở lại ông vũ ông 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 xuống ổng ông ông đi ra ông theo để ông mang cái bịch đồ của ông quyền vô thấy tội nghiệp dễ sợ có nghĩa là cái sự thông cảm cái tình thương tình thương của con người việt nam đó và tình thương của anh em làm đường lạc lối giống nhau cho nên phi vũ mà ra mà bê mà bê cái túi đồ của ông quyền phương văn cảm thấy ồ, thật sự là tình thương mến thương luôn đó rất là là, là, là cảm động cảm động là những người anh em trong gia đình đó họ là quý họ lại thương nhau dù cho ở đây một ngày một bữa đi nữa hoặc là họ phải có một cái quyết tâm làm lại cuộc đời thì tương lai mình mới sáng sủa được tương lai mình mới thay đổi được nơi đây rồi không còn đi đâu nữa nếu mà đi đâu nữa chỉ còn đi vào con đường chết mà thôi thật sự mà nói đi xuống suối thì sao bệnh tật đó, mùa đông giá rét này. đó thì sống sao nổi rồi tuổi già bệnh tật nè rồi sẽ ra đi sớm thôi chứ làm gì tối ngày vùi đầu vô men thuốc thì làm gì mà 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 có tương lai được đó phải đi cai nghiện phải đi cai nghiện phải tỉnh táo phải có công an việc làm làm có tiền để mình trang trải cho cuộc sống mình cho gia đình mình cho vợ con mình đó và cho tương lai của mình nữa thì hy vọng các anh em trong ngôi nhà chung đại gia đình chung của ngôi nhà của hàng kali tự bản thân mình các anh em phải cố gắng hết sức đâu đó còn gia đình còn cha mẹ mình ở việt nam còn con cái mình nữa còn gia đình người thân của mình nữa chờ đợi ngóng trong từng ngày để mình thay đổi cuộc đời hằng Kali là một cái à, con thuyền chở mình đi qua một cái giai đoạn khó khăn thôi còn lại tự bản thân mình phải nỗ lực hết mình thì hy vọng các anh em tất cả mọi người đều phải nỗ lực hết sức bà con cô bác luôn ủng hộ tinh thần động viên cho các anh em chứ không ai mà ghét bỏ không ai mà mà, mà ghét những người mà làm lại cuộc đời cả chỉ có giận những người mà không biết làm lại cuộc đời tự hủy hoại bản thân mình tự hủy hoại cái tương lai tươi sáng của mình mà thôi à, kính thưa quý vị khán giả hôm nay phương văn chia sẻ phân tích à, về câu chuyện của anh quyền nếu như quý vị khán giả nào có đồng cảm với phương văn cũng như là chia sẻ cái ý kiến cảm nhận riêng của mình thì quý vị khán giả cứ viết vào cái kênh phương văn à, để mình có những cái à, nhận xét hoặc là những cái chia sẻ bình luận cảm nghĩ của mình gì đó thì quý vị khán giả cứ thoải mái viết vào kênh của phương văn ha dù cho à, những người mà không có à, thích phương văn thì các anh chị muốn viết gì đó thì các anh chị viết ha một lần nữa phương văn rất là cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã từng theo dõi câu chuyện của chị hằng cali mong rằng là các cô chú bác anh chị luôn ủng hộ tinh thần cho chị ấy để làm những cái điều mà thiện nguyện mà chúng ta mong muốn để giúp đỡ cho những người anh em vô gia cư người việt nam sống tại mỹ một lần nữa phương văn cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà con rất là nhiều tạm biệt hẹn gặp lại video sau